Ngay khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ Công Thương đã đề nghị Công ty Cổ phần Acoc Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với không hai sản phẩm mì hào hảo và miếng hút do công ty sản xuất. Để đánh giá sự xuất hiện, chất ethylene oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50 trên 2016 trên TTBIT của Bộ Y tế trong sản phẩm như cảnh báo nêu đồng thời bộ công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp ra soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần acoc việt nam hiện đang phân phối trong nước kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của luật an toàn thực phẩm việt nam các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật Trước đó, hệ thống cảnh báo nhanh của châu Âu về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, RASFF, đã thông báo về việc một số lô mì ăn liền từ Acecook Việt Nam bị thu hồi do có sử dụng chất pesticide ethylene oxide. Chất này bị cấm dùng trong thực phẩm bán tại châu Âu, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài.